Hình như chúng ta chỉ có một cái stale opportunity duy nhất là không, cũng như mọi khi nè. Lúc đầu mình cứ tưởng là chỉ có một cái stale opportunity là Usher. Nhưng nếu mà mình là tìm được cái đường vô bằng cái machinist như các bạn thấy là unique kill, cái mình sẽ được dễ tiếp cận ông này hơn. Mình sẽ cố gắng để xem như thế nào. Xuống cái đã. Ok. Không biết mình có nên mua gì nữa không ta. Thì chắc ăn đảm bảo là mình không thiếu đồ khi mình vô đó. Ok ngon. Vấn đề là mình phải đi tìm cái thằng mà có khả năng đưa mình vô cái opportunity queue á. Cái nhỏ này nó chỉ có khả năng là kiểu như easy entry to enter the ship, find a mask and charge the roof. Lord Ross, you are near the music hall. Loot a mask? Được á. Nhưng mà mình giờ mình kiếm mặt nạ đâu ta? Khu này vẫn chưa là khu vực cấm nhưng mình chạy chắc không có sao nha. Loot a mask. Loot nhỏ này được không ta? Có vẻ như mình không loot cái nhỏ này được. Mấy ông này càng không có mặt nạ. Có hàng đi theo rồi. Có phát hiện ra mình mới ghê chứ. Ôi, cái thằng này nó trâu bò thì công nhận mấy thằng level 8 kinh thiệt. Mình nghĩ là mình không nên đi cái đường đó nữa và cố gắng tìm cái đường khác nữa thôi. Ô, ba thằng luôn. Chỗ này mọi người khá là đông. Mình đánh thì kiểu như một lần thì mình sẽ không đánh hết đâu. Nên phải từ từ cái đã. Đứng ngay cái entry boy đúng tục chứ. Đằng nào cũng phải giết. Đằng nào anh này cũng phải giết. Ồ đó, cái đấy gọi là kiểu như đánh, nếu mình đánh đầu tiên đó mình sẽ có lợi thế hơn. Một phát lại nó chết luôn chứ không phải đợi nhiều. Thì có mấy thằng này là như thằng này là 8 mà đúng nghĩa là 8 á là mình đánh khá là lâu đó. Còn khi nào mà mình biết có lợi thế là mình có thể chi cập vào mà không bị gì cả. Come anonymous. Cái đéo gì vậy trời. Thằng tối tối thằng kia vẫn còn phát hiện ra mình sao. Để mình tìm cái đường khác lẻn vô coi. Hoặc xuống đây xử nốt thằng này vô luôn cho rồi. Để nó sống qua cũng kỳ. Ây, ây, bậy. Ôi, mình không muốn đánh nữa đâu. Tụi này cho bò khóa. Đã thấy vô tình mình làm bị phát hiện thêm mấy cái nữa chứ. Phải thật. Ôi, cái thằng này đâu rồi. Ôi, phải các bạn thấy không. Ôi, nó đâu, nó tự nhiên mình nhảy là mình thấy nó bùng một cái xuất hiện ở đây. What the fuck. Ê, lút kìa. Giờ chỉ còn mỗi tụi này trên đây nó thấy mình thôi. Còn, cái ông nội đâu ra nó vậy? Cũng hơi là mình có mua đồ trước khi mình vô. Chứ không chắc cũng ăn thành mẹ rồi. Level 9 nữa hả? Vãi đái thật vậy.
Ôi mất combo rồi. Cái mấy dù này khá là khó, gặp mấy thằng lính này cũng khó, mình vô tình mà không để ý mấy thằng này. Mà mình cũng gần lên level 8 rồi, không sao. Cứ điều mấy thằng level 9 này nó trâu bò thì chứ. Bấm muốn nát cái bàn phím luôn. Lộn, bấm muốn nát cái cây cầm luôn chứ. Ý mấy thằng này nó trâu bò thì chứ. Đỡ còn đỡ chứ, đỡ mày. Đỡ mày. Này cũng sắp tiêu đời. Ok, thì mình lại lướt thằng này cái này. Mặt nạ hay gì đó nha. Đù má ngầu, ngầu vả đái luôn. Inside anonymous unless you attract too much attention. Ok. The usher to enter the music hall. Oh. Vậy chúng ta quay trở lại con nhỏ đó. Đó, cho bị con nhỏ này. À thì ra mình cũng hiểu con nhỏ này tại sao nó không đưa cho mình cái đó, nó bảo là tự kiếm. Chứ mà nó kiếm giùm cho mình. Ok, vậy mình sẽ bắt đầu mình vô. Follow. Em ơi. Đi nè. Anh với em cùng đi. Nếu chúng ta đi nhẹ nhẹ từ từ như thế này chúng ta sẽ vô được bên trong mà không bị phát hiện. Rất là nhẹ nhàng. Ê bậy. Ở trong đây mình giết mẹ còn đâu nữa. Phải đi sát vào. Everyone ready? Then let's proceed. Không sao đi, không hiểu sao đi vô bên trong mà cần phải có nhỏ đi theo nữa. Khu này chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nha. Nhưng mà mình cần phải tìm đường lên. Đây thử rồi. Chỉ có ai trên đây không ta? Mình có linh cảm là có cái đường đi nằm bên kia. Đây là chỉ cần hay đi xuống chỗ nãy thôi. Nếu mà muốn đi qua tới bên kia thì mình phải đi qua hai hàng này. Đó, giết một thằng chứ cái đã. Thì chắc ăn. Sao vậy đó? Giờ chúng ta phải trèo lên tốt đằng kia sao? Cũng được. Nghề của anh mà. Đó, quá đẹp trai luôn. I'll be serving you this evening, gentlemen. You're still here, love. Last time, I swear, you nearly poisoned us. Scene 2, stand by! Let me out! I need to lower the grid for the show! Và bây giờ mình phải đi với cái ông L đó. Và cái ông L đang ở dưới chân mình nha. Mình sẽ giết hai người được rồi sao? Thấy hiểu cho lắm. Mình vừa thấy ông tốt bên kia mà ta. Ông L kia phát hiện ra mình mới ghê chứ. Và thật. Đó, cái ông này nè. Mình nghĩ là cái ông này đây chứ không phải là cái thằng kia.
thằng kia nó chỉ là giả thôi và nó vô tình nó đứng gần đó thôi. Ôi, ông này có decoy sao? Ông có tới 4 cái decoy là hàng chi nó kêu phải giết decoy. Ủa mình có tưởng là ủa. Công nhận không phải là ổng rồi, không phải là ổng. Thì đằng nào mình cũng tới đây rồi. Thằng đó mình cũng nghĩ là decoy thôi. Nên mình sẽ vô đây, nó sẽ có được cái opportunity kill hay hơn nhiều. Ôi phải, cái thằng này nó không thèm quan tâm tới mình luôn. Dead. Lockpick hả? Ê, chứ gì cũng phải nâng cấp cũng hơn đó, là mình không biết mình còn đủ không nữa. Để nâng cấp luôn cho rồi. Nhưng mà mong là nó đủ. Tới đây không biết, xuống tới đây nó đòi hai skill rồi. Và thật mém tí nữa là đủ rồi. Mà tức là nó phải có đường vô. Cái đó cũng chỉ là dễ hơn thôi. Chắc không nó nằm đâu đây thôi nhỉ. Cái cửa phòng nó khá là ngộ nghĩnh đấy chứ. Nên mình cũng tự hỏi, ủa tại sao lại bên đây nó lại không có cái đường vô cái cửa phòng bên đó. Và nó lại bị lock rồi. Cho nên mình nghĩ là không có gì dễ dàng đâu ngoài trừ khi mình có skill. Và có lẽ mình nãy mình dùng skill quá nhiều rồi. Quanh khu này không có đường nào vô hết ta. Có khi nào mình phải vòng tới khúc lần sau không ta. Có vẻ xa và khó. Thì chúng ta lẻn vào đám đông rồi giết ông này ta. Ai biết đâu được. Có vẻ khá là khó đây. Khó nhằn luôn chứ nó. Một em rồi đó. If he's not Roth. Chúng ta còn một em nữa. Nên mình làm cái tên đây rồi. Cái đường tranh đi. Hôm nay không có đường lên ta. Không có thay máy. Lộn. Không có cầu thang, không có gì hết luôn, làm sao mà lên nhờ. Còn tiếp là bên kia, mém mình đủ skill là mình lên được rồi. Khu này lên không được rồi, nhảy được. Thằng này cũng như là decoy thôi, theo mình nghĩ là vậy. Tại vì không có đường nào mà decoy nó lại đứng dễ dàng hơn hay được. Má thằng đây mà khó đúng tội luôn á. Khu này một khu còn gì nữa. Nó vẫn không biết mình là ai, như thế sẽ hay hơn. Bà này bắt đầu làm gì ta? Waitress poisoning opportunity guest allows a bitch speak to a waitress to poison her bitch. Cũng được. Ôi thằng kia nó sợ kìa. Ôi nhỏ nó vẫn đi bình tĩnh một mức. Đét tao được. Ông này level mấy đây? Có vẻ trâu chứ. Mình vô tới combo hết chạy. Rose, show yourself. I hope you have enjoyed your evening so far, ladies and gentlemen. I know I have. Now before our final act, I would like to toast all you brave people who joined us tonight to celebrate life and death. Go on!
Toast them! Your move, Jacob, my dear! Burn! 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 Ôi, cái thằng này nó điên rồi, má nó đốt mọi người luôn kìa. Ôi, còn mình còn phải kẹt ở đây nữa chứ. Where are you? Má, làm tao đi tìm nãy giờ. Còn mày thì mày lại đi tìm tao là sao? Tao tốn đây, xuống đây. Ông kia vẫn đứng đực ra ha. Cháy tới nơi rồi còn gì nữa. Tiếc là anh cứ chịu phải lo ở đây. Giờ chúng ta chỉ còn hai chúng ta thôi. Chúng ta đã từng là bạn tốt, chúng ta luôn đã làm mọi thứ với nhau mà tại sao như vậy hả? Darling, what a night. The stuff of legends. Why did you do it? All of it. What? Snap a baby crow's neck between my thumb and forefinger. Slice to bits the ones you deem innocent. Keep the world in its divine manic state. For the same reason I do anything. Why not? Má tụi này giờ mình giết xong mình không biết chạy đi đâu thiệt luôn á. Con tree boy. Ôi không sao, không sao, mình như có đường lên, trèo lên đây được không ta? Trời này khó, bắt đầu khó rồi đó. Nhưng mình vừa nãy mình thấy cái gì vậy ta? Bên kia cũng bị chặn luôn. Ơ, sao chỗ quái gì cũng bị chặn hết nhờ. Lỡ thì sắp vô tới nơi rồi. Damn this place from hell to Hackney. Damn this place from hell. Ôi sao kẹt luôn rồi, mẹ kẹt luôn rồi. Chúng ta phải đổi vị trí thôi. Chạy đi, chúng ta phải tìm đường chạy mới được. Chỗ này cũng kẹt rồi. What a nightmare. Chỗ này không còn đường đi luôn. Vãi thật. Những cái entry point mà mình vô nó cũng không có đường ra luôn nè. Không không không, chặn hết rồi. Làm sao ta, làm sao ta? Cái quái gì nó cũng chặn hết rồi, sao mà ra ta? Cái chỗ này không biết còn chỗ nào nữa ta. Mình thậm chí là mình cũng hết. Nãy mình vô đường nào ta? Có cái đường giữa, đường vô mình vô đây nè. Nó vẫn chưa cháy hay sao á. Hôm nay mình vô nè, đúng rồi, đúng rồi. Không biết có đường ra không nữa. Ra ra, có hồi nãy có người hay đi xuống ở đây. Đúng rồi, đúng rồi. Má hên quá, mém chết. Đợt. Má lửa nó ra tới đây luôn. Ơ đù. Đù. Hmm.
widespread disorder. The sea rises to flood the pubs and extinguish the street lamps. Our city will die. Tupinay has failed. Lucy has failed. Brudenell, Elliotson, Pearl. All have gone into the night. It is up to me now. The assassins have brought nature's fury into our homes. Men have become monsters, barreling toward us, teeth out. Our civilization must survive this onslaught. To prevent a return of the Dark Ages, I will start anew. London must be reborn. The Peace of Eden is under Buckingham Palace. We've got all we need. Let's start planning our infiltration. Hold on, better to get visual verification. If we're gonna move, we need to be 100% sure. We'll only get one shot before Otso Berg crashes down on us. Gotta agree with Sean. We'll position ourselves near the palace, but we'll wait for you to sync the genetic data before we move. It's all up to you, Initiate. You're late. Starrick is making his move. The Peace of Eden is somewhere inside Buckingham Palace. Let him have it. I've seen your handiwork across the city. Perhaps you should trust my judgment. I've been killing Starrick's henchmen. What have you been doing? Let's ask Henry, shall we? I have been repairing your mistakes. Too much haste is too little speed. Don't you quote Father at me. That's Plato. And I am sorry this doesn't involve anything you can destroy. Father was right, he never approved of your methods. Father is dead! Enough! I have just received word from my spies. At the palace ball tonight, Starrick plans to steal the Peace of Eden, and then eliminate all the heads of church and state. Once more for old time's sake? And then we're finished. Agreed. So what's the plan? Such an unexpected delight to visit you both. What is the news on the street? Mrs. Disraeli, we have discovered that there is something inside Buckingham Palace that could threaten the... What my sister's failing to say is that we require entrance into the ball tonight. Impossible! Even if there were any invitation cards remaining, which there are not, someone of your lowly station... If that damn fool Gladstone is attending this evening, they can have my card. Perfect. Then I'll go alone. Mrs. Disraeli, if you would be kind enough to inform my darling brother of the location of the Gladstone's residence, perhaps he could use his considerable skills to commandeer their cards. What fun! Did you hear that, Dizzy? We're going to pinch the Gladstone's invitations. Thank you for volunteering me, sweet sister. Oh, a pleasure, brother, dearest. Now, Mrs. Disraeli, if you would excuse me, I must visit with the Maharaja. It occurs to me that he may have a second set of plans to a certain vault. Bây giờ mình sẽ reach the Gladstone House. Ok. Và cái nhiệm vụ này nó nối liền với nhiệm vụ trước luôn. Và khá là xa, 1500m. Hiện tại là mình được 4 skill point rồi. Nhưng mà hiện tại mình không biết up cái gì. Không biết là mình có thể fast travel được không. Tại mình nghĩ là fast travel sẽ hay hơn.
Chứ 1500m đi hơi khó đó. Hơi phê. Nếu không có ngựa hay gì hết. Khu này khá là vắng, bây giờ là nó nhìn giống khu ổ chuột, khu ngoại ô hơn rồi. Cho nên xe cộ không phải đường chính cho nên nó cũng không có. 1000 mấy mét luôn, xa phải đáy. Bây giờ là cái này mình sẽ có thể là mình sẽ bắt đầu làm cái vụ chính rồi, nhưng mà để có thể xong một cái vấn đề là để có thể vào cái bữa tiệc đó chúng ta phải có cái gì thư mời. Mà muốn lấy thư mời chúng ta phải tới cái nhà này để chúng ta lấy và chúng ta đột nhập vô và ăn trộm vài cái ra thì chúng ta có thể vô cái bữa tiệc đó. Và nếu mà vô bữa tiệc đó thì hai cái ông bà này có lẽ họ sẽ sắp xếp cho chúng ta vào hai cái nhà đó, cái bữa tiệc đó. Ok, và việc của mình chúng ta bây giờ là chúng ta phải đi lấy đồ thôi. Như một khi nghề của anh. Nhưng mà có lẽ khúc cuối nó sẽ do anh chị. Tại vì con chị tứ tướng bốc hơn em nhiều. Mình mong là mình up đồ cũng đã đủ rồi nha. Success level 9. Skill. Hiện tại mình có 5 skill rồi, chỉ cần 2 skill mình lên level 8 rồi. Nên là nâng cái này đi. Nếu nãy mà mình nâng được cái này cái kia mình sẽ hay hơn nhiều. Là làm mình sẽ dễ dàng hơn rồi. Mình lỡ rồi đành thôi. Và còn đây kidnapping cái kiểu có lẽ mình sẽ không cần cho lắm. Take less damage. Execute. Thường mình không có dùng combo nhiều cho lắm, nhưng mà combo này có vẻ hay. Mười ba skill point lên level 9 luôn, mình nghĩ là level 10 là max luôn á. Cái một cấp vậy là 15 point skill boy. Nếu mà nâng cấp độ là mình sẽ lên cấp. Và thằng này anh em giờ cũng level 8 rồi. Nhưng mà đồ của mình thì cũng chưa có gọi là ngon cho lắm, nhưng mà mình có một cái nắm đấm làm cái vụ gì đó nó cho. Xuống đây bắt xe ngựa đi. Đi thằng này nó đi nguy hiểm thì chứ. Và đây để mình lấy cái nắm đấm đó. Cái con dao này khá là tuyệt vời, nhưng mà mình còn cái nắm đấm nữa. Nó giảm cái độ sát thương nhưng mà được cái nó stun với attack nhanh. All you need is love. Nhưng mà các bạn nghĩ sao? Mình nghĩ là mình vẫn nên sử dụng tiếp cái dao thì nó sẽ đẹp hơn, ngầu hơn nhiều so với mình dùng cái đó. Đó thì mình phải đánh cận chiến. Mà đánh cận chiến thì cũng được, nhưng mà nó dễ sẽ gây mình dễ bị đánh hơn nhiều. Cái kia đánh cận chiến nhưng mà nó đâm khá là ngầu và nó stun cao, cho nên mình nghĩ là mình vẫn nên dùng cái đó hơn. Nhưng mà trước mắt là mình phải tới chỗ này, là 1000m khá là xa. Chỉ để lấy một cái vài tấm thẻ và quay trở về đưa chị. Không, mà hai chị em này mình thấy cũng lạ. Là nếu các bạn có để ý thì trong các bạn casino rồi, các bạn sẽ thấy là con chị mắt xanh, thằng em mắt nâu. Khá là để ý việc màu mắt, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng không rõ là mình đúng nữa. Nếu mà mình nói sai các bạn fix mình, các bạn cho mình biết trong phần comment phía dưới. Tại vì mình cũng cái này không ngoài tầm hiểu biết của mình, cho nên mình cũng không dám chắc là nó sẽ đúng hay sao. Nhưng mà mình thấy nếu mà hai chị em nhất là song sinh nữa thì đáng lẽ là phải cùng chung màu mắt chứ, tại sao là một người mắt màu nâu, một người mắt màu xanh, thấy cũng kỳ. Mình cũng thấy cũng ngộ chứ, nhất là song sinh đó nha. Song sinh đa phần là phải giống nhau về kể cả ngoại hình luôn, chứ cũng không có đơn thuần là chỉ khác nhau sơ tí rồi giống nhau về tính cách hay gì đó. Nếu là cái này song sinh chứ không phải là hai chị em bình thường có vẻ khác nhau là chuyện bình thường, tại vì có thể là gen di truyền này nọ, nhưng mà này là song sinh mà nhờ. Thấy cũng kỳ thôi, nhưng mà thôi kệ. Nhưng mà thấy hai người này, con chị này ra trước hay sao á, giờ phải gọi thằng kia là em. Thấy cũng hai mắt, mình cũng thắc mắc cũng khá là ngộ, cũng không rõ thôi. Do game mà, game muốn làm gì chả được. Thằng em mắt nâu, thằng chị mắt xanh cho đẹp. With them.
Giờ mình phải vô nói chuyện với thằng nhóc. You wouldn't happen to have seen two carriages pass by here just now? I did, sir. One with a man in it. Quanh khu này có vẻ không có an toàn lắm. Thank you. Don't kill any policeman. Và chúng ta phải tới chỗ ông gì 600 mét gì xa vậy trời. Lấy xe ngựa đi tiếp nào. Nhiệm vụ còn với ai? Thì đưa tránh ra. Anh đang làm nhiệm vụ cuối cùng. Anh sẽ giải cứu London. Giết tất cả những ai dám cản đường. Tránh xa. Ủa nó 500 mét. Nó làm cái gì mà xa gì đâu. Đề nghị mới muốn làm thêm chiếc AB vô phóng cho anh nhanh. Hoặc là chiếc Ducati cũng được. Ducati thế kỷ 19. Đẹp. Nó mấy cái game như thế này nó lại có vụ. Nó cũng khá là rắc rối mấy vụ bản quyền này nọ. Mặc dù không được tự do sáng tạo. Ví dụ các bạn như thấy Gata chẳng hạn. Cũng vì do cái vấn đề bản quyền mà mấy cái xe xịn xịn. Hoặc cái những cái mà cái tên tuổi nó không được gắn liền vào. Còn như các bạn thấy như là Need for Speed đi ha. Need for Speed rất là chịu khó, chịu chi trả tiền cho cái hãng xe này nọ để có thể đưa hãng tên xe vào trong game của họ. Ok. Chúng ta không được giết ai hết. Và khu này khu vực cấm hả? Thế đéo nào. Ây, ây, bậy. Có cách nào đạp nó xuống không? Không cần phải giết. Knock out thôi mà. Knock out thôi chứ không được giết. Knock out thôi, hồi đó. Thằng này chỉ knock out thôi. Mình phóng qua kia đúng không ta? Còn chỗ nào chúng ta có thể phóng? Ôi, thằng kia nó phát hiện ra mình. Ý, ý, mấy em chút xíu nữa phát hiện ra mình rồi. Vãi thật. Rồi chúng ta phải xuống đây knock out luôn cái thằng này nữa. Ôi, má làm tao knock out nãy giờ, chắc giờ phải dí tụi bay luôn hả? Không, 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 chúng ta chỉ cần steal thôi. Chúng ta không cần phải giết. Ôi, mẹ tự nhiên dắt thêm vài thằng vô quánh nữa chứ. Mấy này không stun không đánh được nha. Tụi này nó trâu bò lắm. Với lại level 8 mà tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu mình strike trước mà đánh trước á là mình sẽ có lợi thế hơn. Nãy vô tình bất cẩn thì chứ. Thằng kia vẫn gọi là hên nhất. Mình như mình có nâng cấp cái gì mà ủng nó sai vậy. Nâng cấp cái kiểu như là các bạn có thể hồi máu khi mà các bạn giết thằng nào đó, chỉ cần giết thôi là các bạn có thể hồi máu lập tức luôn. Như nãy mình nữa. Nhớ với con chị mình cũng chơi đó, nhưng mà con chị mình còn có thêm cái skill gọi là tàng hình nữa. Thích hơn nhiều. Nếu các bạn đi chứ còn chỉ cần đứng yên một hồi là nó tàng hình tục lắm. Tàng hình đúng nghĩa đen luôn, tụi chị không thấy gì luôn, mặc dù đi ngang qua. Nhưng mà nó đứng gần là nó sẽ phát hiện, gần quá thì nó sẽ phát hiện thôi. Nhưng mà thế là cũng gọi là hay rồi. Địch, cái gì vậy? Ok, chúng ta cần tới lấy hai cái đi cho mình một cái rồi cho thằng em một cái nữa. Có lẽ là hai đứa sẽ vô cùng một lúc luôn. Giờ đã em lấy được một cái rồi, giờ chỉ cần thêm một cái nữa là ngon. Ồ, là cái khu tàu điện này nữa sao? Mình khá là ghét cái khu tàu điện này. Ây, what the fuck. Thì lính chỗ đó nó khá là đông. Mà không lấy thì không được.
Này nó ngáo. Làm gì ngồi đây vậy trời? Cô đi có ai không ta? Chắc không. Toàn hành khách tàu không à. Mình chỉ mé mé vậy tụi này nó không phát hiện đâu. Nhưng mà phải đi lấy. Mrs. Gladstone's under guard. Ý. Ý, cái này vui nè. Mình cái đoàn tàu này trắng rồi nha. Chắc là không sao. Ồ. Tại sao mày lại móc đít ba người ta? Hi Jack. Courage ở đâu vậy? 72m ở dưới hả? Ủa sao nó chỉ xuống dưới là sao ta? Là cái khu này là khu đâu ta? Mình cũng không rõ là sao nó chỉ xuống dưới, là mình cũng không biết ra đâu. Mình nghĩ nó chắc là hầm hay gì đó nha. À đây. Mình nghĩ là phải, tất nhiên là phải có cái đường đi xuống như thế này chứ. Đây đúng rồi. Hai Jack. Chỉ cần lên là được cái gì. Now for the invitations. What's this? Swords must be left. Oh, à, kiểu như chúng ta cướp luôn cái xe của bà này. Dead. Giờ mới nói luôn. Do not damn, không chúng ta không thể làm hư hại xe được. Ngoài vì chúng ta cướp cái thẻ thư mời á, chúng ta còn phải cướp luôn cả cái xe để cho nhìn nó giống hơn. Ok, mình nghĩ tới đây chắc là xong rồi đó. Ngầu luôn, tránh đường má. Mình kiểu giống như ngoài đường gọi là lớn lên á. Đến con bé lái xe nguy hiểm quá nha, quá cho đàng hoàng lại coi đồ má con ngựa. Xong, chúng ta nghĩ đã chắc xong rồi nha. Double trouble. Carriage you got there. Where did you buy it, if you don't mind me asking? Ask all you want, Freddy. You'll never get an answer. Damn it all. Was it my eyebrows? Yes. And your face, voice, and body. Look, I've got an invitation to the Queen's ball tonight. How did you come by that? Freddy, there's to be an attack on the ball. I need to smuggle some weapons inside to prevent it. Supposing I believe you? Only the Royal Guard carries weapons. So? Too easy. For God's sake, Freddy. Fine. I require a guard's uniform. Done. I knew you'd come through. Just promise me, Jacob, that you will return Mr. Gladstone's coach. Of course. Bởi nó kêu mình phải lên kia luôn. Vả đá thật. Và hình như là nó bảo mình phải kiểu như là nâng cấp cho bằng được một cái bộ quần áo y phục của tụi bảo vệ thì chúng ta mới thể có một cái cơ hội hơn. Ngoài ra là chúng ta phải cướp cả vũ khí nữa. Nếu được, nếu có. Martin Church lên nóc luôn.
Ok, và nó bảo là mình không bị giết ai cả. Và nó cao một thằng Royal War. Royal War là mấy cái thằng mà nằm chấp sáng gì đó. Nhưng mà trong đây có vẻ như là nhiều đứa canh. Có khá là nhiều đứa đứng canh như chỗ này. Ồ, một thằng level 8 luôn. Thằng kia cũng có thằng nữa kìa. Mình bảo mình không được giết ai cả. Mình chỉ knock out thôi. Knock out cái thằng cần knock out thôi. Nhưng mà rất tiếc là mình phải giết cái thằng này cái này. Không được, giao thì không được rồi. Giao tại mình không có nâng cấp cho nên nó sẽ không thờ, không thành vấn đề được. Tại vì tụi kia nó sẽ là bằng nào nó cũng sẽ phát hiện ra mình. Còn kia nhau đá kìa. Ồ, mấy cái kiếm màu vàng này nhìn ngầu thôi chứ. Phải nói là nó ngầu. Ôi, mình nghĩ là không nên giết thằng này đâu, tại vì nó chỉ cần mình chỉ cần một thằng thôi. Cho nên mình tạm thời mình để mất dấu cái đã rồi lát nữa mình quay lại sau. Tại vì nó lúc mà nó bình thường lại mình mới khởi knock out được. Còn chứ nó không bình thường như thế này đây thì mình không thể nào mình knock out được. Ám sát thì càng không, mình không có cần phải ám sát mấy thằng này. Đó, bây giờ có phải thoáng rồi, nó không bắt mình nữa rồi. Đó, knock out gì nè, đó. Nhẹ nhàng và thanh thản. Loot rồi, giờ chúng ta loot đúng không? Steal a Royal Guard Fall. Má lột đồ kìa, nhìn lột đồ con tay kìa. Giờ chú em đã hết đồ để mặc. Hide the body in Royal Guard. What the f... In a carriage, ok. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Ê, mình đâu vậy? Đằng đây có hai người. Hai thằng level 8. Ô, 7. Mọi chuyện mình nghĩ là sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu mà mình giết người. Đó, xong rồi đó. Giờ chỉ cần bưng cái thằng này ra ngoài là được, ngon. Cơm. Tưởng thằng khác chứ. Má, là nó đứng đó là mình tưởng thằng khác. High in a courage. Ơi, dừng xe lại. Ây da, má rớt cái body luôn. Má, thanh niên tắm nắng giữa đường. Vô em. Chúng ta chỉ cần giấu cái nhẹ thôi mà, chúng ta đâu cần phải. Đằng kia kìa, có ông kia, ông đứng hình luôn kìa. Không có đi đâu hết á. Cho giấu body cái nhẹ coi. Cái này không có giấu được, này chỉ là cái xe chở khách thôi. Mình phải kiếm cái gì đó, giống như xe kia kìa. Hoặc xe nào mà nó có chỗ che á. Đằng kia có xe có chỗ che kìa. Đúng rồi, cái sách thanh niên. Mấy chú đừng đi, thằng này chỉ là xe rượu thôi. Mình chỉ đem nó về thôi. Ngủ đi em, ngủ. Ready? Here I come. Ôi, cái gì? Hết hồn. Speak to Arbalize. Ôi, khu này nhìn đẹp thế.
thêm cái nhìn cứ như là mình các bạn đang chơi game mà có cả sử dụng cả VS Go Cam. Đến tông người ta giăng xe luôn rồi, quái đái thật, quái đái thật. Ồ, không biết mình skill được bao nhiêu cái rồi ta, một cái à, còn có một cái à. Nãy mình nâng rồi, có con EV gì mình chưa có nâng gì cả, mình chưa có còn. One uniform as requested. It's still warm. My gift to you. I will meet you on the roof of Buckingham Palace. You're such a romantic.